Thằng Vũ anh nào cậu nói tới chân không? Giờ chính xác rồi đúng không? Thôi đừng chụp hình tôi nha trời. Dạ dạ. Nói rồi. Là ông đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Đưa hình là đúng rồi. Trời đưa. Cái sự việc này xảy ra cũng gần cả năm rồi. Đúng. Tại vì trong cái thời gian đó là bà đấy cũng níu kéo ổng để mà lấy lại cái số tiền đó, nhưng mà trong thời gian đó ổng luôn ngẩn tránh như là hâm dọa đồ này kia, là bây giờ bà hết cách cho nên bà mới là nhờ mọi người vô cuộc để rồi nó ơi chính xác luôn rồi. Nói ra là tôi hồi nãy nói ra là sáu nghĩ trong đầu sáu là 90 rồi đó. Yeah. 90 đưa hình sao sáu hết hồn không ạ? Họ đưa hình ra hết hồn luôn, dẫn ốc luôn chứ hết hồn là bây giờ là dạ, lời nói đầu tiên cho Chọc xin gửi lời chào đến quý ông bà của chú anh chị. Thì mấy hôm nay cuộc vây bắt một vị thầy tu giả đó anh chị, chuyên đi lừa tình và lừa tiền những phụ nữ, những cái phụ nữ mà độc thân á, độc thân mà dạng nhẹ dạ đó, thì đã truy bắt anh em bắt tối xảy rồi anh chị. Bây giờ sáng nay Chọc mới cũng mới dậy thôi, thì hiện tại Chọc nghe thông tin là ông thầy giả tu này ổng ở đây, thì em xin nhờ nhà người dân ở trong cái núp ở trong cái gọi là cái vườn trái cây, vườn trồng ấy nè, cái nhà bên đây nè anh chị, đó cái nhà bên đây là sau bức dứt này nè anh chị, đó thì Chọc sẽ và anh em ở đây sẽ phục kích ở đây nè anh chị, đó thì có thông tin gì thì em sẽ anh em đây up trong ngày hôm nay luôn anh chị, chứ để mà cô chú anh chị khi mà xem clip của anh chị nói tại sao mà có nhiều người bắt nhiều người anh em như vậy mà bắt không được, tại vì đây là một cái đối tượng nó thẳng là cũng có tiền án tiền sự nha quý anh chị, với anh em cũng có gọi là ngoài xã hội cũng có số má đó, nó gọi là số má ha, thì cho nên anh em cũng rất cẩn thận, tại vì làm gì làm nhưng mà phải cái gọi là mình còn qua cái tính mạng của mình nữa, cho nên là anh em khi 7-8 người bắt không được là ở thế đó, tại vì anh em thật sự ra không có cầm gì hết, mình còn trong thầy tu giả này có một cái vấn đề là có tiền án, cho nên là có thể là họ sẽ cầm những cái hung khí hay là một cái ví dụ vấn đề gì đó để người ta phòng thân, có thể là người ta sẽ xử anh em luôn, cho nên anh em là thấy chắc cú lắm và cận cảnh lắm và thấy an toàn mới bắt được anh chị. Thì đó, thì Chọc cũng mong cô chú anh chị xem những clip anh em, không phải anh em không có diễn đâu anh chị, anh thật cô chú anh chị nào xem mà clip của Chọc từ trước giờ là Chọc không bao giờ diễn nha, đó cho nên là Chọc có nào đúng thì Chọc nói đúng, nếu mà cô chú anh chị nào nói Chọc sai thì Chọc sẽ lên xin lỗi cô chú anh chị đàng hoàng, chứ không có chuyện mà Chọc diễn ở đây, tại vì kênh của Chọc cũng nhiều cô chú anh chị lớn tuổi kênh xem kênh Chọc đó, Chọc không bao giờ Chọc diễn, cho nên mà khi mà Chọc và tất cả anh em mà biết cái thông tin mà người dân báo đó, trên quận 12 á, là người dân báo đó là Chọc sẽ tới liền, tại vì những cái thông tin của quý bà quân chị đó là một cái thông tin là gọi là giúp ích được cho cái cụ 70, tại vì nghe nói đó là cụ 70 này hoàn toàn là khi mà đính chính là quân chị là cái U70 này, cái cô này sẽ mượn cho mượn tiền á, thì không có gì tất cả anh chị, không có giấy tờ đó, thì có nghĩa là yêu đương hay là tình cảm gì với nhau đó không biết, nhưng mà phải cho mượn tiền thì không có giấy tờ, thật sự hiện tại bây giờ là không có giấy tờ, không có bằng chứng gì, cho nên mà khi mà anh em mà gặp được cái thầy tu giả này rồi không thể nào báo cho cơ quan, tại vì không có chứng cứ, không có bằng chứng gì để mà buộc tội cái thầy tu giả này có một cái gọi là chứng cứ để bắt, cho nên là cơ quan họ sẽ không có quyền để mà bắt đâu, cho nên nhờ những anh em có thể bọn em bắt xong rồi túm được xong rồi, anh em sẽ nhờ gọi điện cho anh hiệp sĩ Bình Dương sẽ đến hỗ trợ để mà giải quyết thôi, chứ em không có quyền, thậm chí anh em đây cũng không có giấy tờ gì về bên hiệp sĩ nha. Thì cái câu chuyện này em sẽ tiếp tục cập nhật liên tục để gửi cho quý ông bà quý anh chị mình xem về vấn đề. Thì khi mà cô chú anh chị xem kênh của Chọc á, thì hãy nếu mà yêu mến Chọc thì cho Chọc một cái lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ đi ạ. Thì Chọc ở đây làm cố gắng về cái tâm của Chọc thôi, chứ Chọc cũng không có gọi là đóng phim, hay là có nhiều cô chú anh chị nói là Chọc đóng phim, anh em đây đóng phim là diễn tuồng. Thật sự anh em làm hồi đó tới giờ những anh em ở đây trong nhóm của em á, là thật sự giờ quay thì cũng chị đã biết rồi, những cái kênh rất là lớn,
đó, thì Chọc cũng đi xin theo mấy anh em kênh lớn để mà tiến triển cái kênh của mình lên hơn thôi, chứ anh em thật sự ra không có diễn gì trong đây. Thì em mời quý vị tiếp tục xem video và hiểm theo em đây đó, ở nhà này luôn chị, nhà sau lưng chỗ cái này nha, đó cái gào nè, đó người dân mới vừa báo em sẽ xin nhờ người dân mình kế bên có cái giường chứ kìa, có cái giường này đó, thì anh em núp ở đây quý chị chờ nha, cô chú anh chị tiếp tục chờ theo dõi cái video cận cảnh bắt cho những gì xem bắt trong ngày hôm nay rồi. Con qua nay con đi kiếm ổng hả? Chú đi kiếm giúp cho bả đây, mà bả cũng tu nấu cho không biết tình cảm đồng mạng có làm cho chú gớt không, chú tức chú bức xúc cho bả. Bả xạo bả hỏi bả hỏng chồng. Thì bả cũng mê ông thầy chùa ấy, ông thầy chùa mới làm bả được chứ đụng bả đâu bả không giữ. Bả không dám la làng lên. Làm gì mà không la làng chú? Thì đó bà xạo quá mà được không thầy chú, ông gạt quá trời, chú gán kiếm bắt còn những tiếp giúp những người khác nghe chú. Dạ dạ chú gán, còn bà già đừng có tiếp bà xạo bà còn nói cái ông nó nắm tay kéo bà không dám la sợ mà la rồi ta cần bà cần làm gì. Thí dụ như giờ tôi hỏi chú không chịu, chú la làng lên tới cỡ nào luôn nữa. Chứ đừng có nói không giá không ấy rồi sợ mắc cỡ thôi chịu trận mà bả ra máu. Độ mà tôi mà ra máu rồi thì cái chú mà tôi ấy luôn á, tôi đập ông thầy chùa luôn, đụng tôi cũng quấu không á, tôi cũng cắn mà làm bằng chứng chứ đừng có nói. Ông bả cũng khoái muốn chết thằng em ba tiền bả đó. Mà ông nó cũng ác nữa, ổng gạt người này người kia tùm lum hết trơn á. Thì nói chung là cái trong cái video đầu tiên thì cái bà cụ 68 tuổi này là bà cũng có thừa nhận là có tình cảm với cái ông này. Đúng rồi, ok. Rồi chú nói đi. Đó, bà cũng có thừa nhận là có tình cảm với ông này, nhưng mà vì ổng là vì bà chót có tình cảm gì đó rồi bà mới là cho ông này mượn tiền, nói chung là cho mượn thôi chứ không phải là cho. Nhưng mà cho mượn nhiều lần quá rồi bả mới hoài nghi, rồi sau đó là bả cũng có ý là muốn đòi lại, nhưng mà mất liên lạc khoảng mấy năm nay đó, rồi bây giờ là bả cũng hết tiền rồi, hết tài sản rồi, bả cũng muốn là nhờ mấy anh em lên cộng đồng mạng để tìm ra ổng để mà đối chất lại, rồi với lại kêu ổng trả tiền lại thôi chứ không có gì hết. Mà chú có bắt được ổng chưa? Dạ chưa. Còn luôn cái đó con cũng không biết nữa, bây giờ có đeo hay không con đâu biết đâu. Mà chú gán ra tìm đi, để ổng thì gạt nhiều người lắm đó chú ơi. Ủa sao mà ngoại biết là ổng đeo chiếc cà rá bự? Trời ơi, tôi coi clip là nói chung là clip nào tôi cũng coi hết trơn á. Dạ. Clip nào nói chung ra là câu dữ trời lắm, chỗ nào tôi cũng có coi ba mứa đồ câu tùm lum hết trơn, chỗ nào cũng có coi mà câu clip chú thì nhiều. Thì bởi vậy tụi con cũng như là cũng cố gắng để đi tìm thôi, chứ tụi con cũng đâu có cái thẩm quyền gì đâu mà bắt người ta. Bắt đập cái mỏ của ông trời chết quá rồi, tôi coi mà tôi có khi tôi còn nóng, thấy mấy chú gượt thấy cũng tội quá trời. Đúng hết đấy. Dạ, thì tụi con cũng đi ra đi đông đông mới dám gượt, chứ đi ít đâu dám đâu, tại vì nghe nói là cái ông này ổng cũng có tiền án tiền sự rồi, nói chung là cũng văng đầu đường xó chợ đây kia rồi đó, giang hồ rồi đó. Đúng rồi, ông này dữ lắm mà chú ơi. Dạ bây giờ tụi con cũng đâu có dám tiếp cận đâu, nhiều khi mình là tụi con đi quay thì nói chung là cũng chỉ là kiếm cuộc sống mưu sinh thôi, chứ lỡ gì có chuyện gì xảy ra đâu có ai lo được cho tụi con đâu. Đúng rồi, trời tội nghiệp cũng, tôi cũng thấy mấy chú cũng tội nghiệp lắm, nhưng mà có cái mình cái gì mình là giúp được cũng dòm ngó đôi bên chú ơi, có nỡ về gì còn vợ con mình nữa. Dạ đó, thì tụi con cũng đâu có dám manh động nhiều đâu, thì chỉ là chia sẻ lên để cô chú anh chị mình biết thôi, chứ mà cũng không có dám, nói chung là mình đâu phải là công an hình sự đâu mà mình bắt người ta. Cũng chú đi thì làm ướt người ta nói ngay, rồi mình bị nạn thì không ai cứu mình, coi nào đi tử tế chú ơi. Dạ. Đi tử tế. Nhưng mà cái bà đó là chú nói chung là bà nói mà nhiều câu thấy cũng xạo dữ lắm.
mà dạ. Chồng tin tưởng người ta chứ cho người ta mượn tiền, ví dụ bây giờ chú ở thì bây giờ nói chung là mấy anh em chia sẻ lên như vậy nè, nếu mà cái ông sư giả này mà ổng có nghe thấy được á thì có gì á thì bây giờ là chỉ nghe một phía bên bà cụ 68 tuổi này thôi, còn mà nếu mà ổng mà có cái gì đó mà không đúng thì có thể là ổng sẽ nhờ mấy anh em lên lại mà đối chắc lại, nói chung là nghe về cái phía bên ổng nữa để tìm ra cái sự thật thôi. Đúng rồi, chứ bả cũng hổng chồng thì thế nào gặp được ông, bả cũng mê chứ nói chung ra ổng mê lúc đầu sao được. Dạ. Thì ổng cũng có tính là cũng ăn ở, năm nay ổng cũng phần trong cái lương tâm của ổng cũng muốn gạt người, mà thấy bà này thì nói chung cũng hơi có cuộc.